Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2023 thì em làm cái video này để khui hàng, khui 7 chiếc DAC và sẽ báo giá chi tiết từng chiếc một. Thì hàng vừa về chiều ngày hôm qua, thì để vào phần video chi tiết thì em vẫn làm cái chương trình đoán 3 số cuối của cái tờ tiền 5.000, thì phần quà là một chiếc DAC của Sony với mã model là Sony DP1000. Đấy. Và con này thì nó có một cái đường quang vào, một đường line in, và đường ra của nó là ra hai đường 3.5. Đấy, ra hai đường 3.5 các bác nhé. Và đi kèm theo con DAC này thì nó là một sợi dây quang, một dây 3.5 ra AV và một cái nguồn adapter. Đấy. Thì các bác sẽ bình luận cho em ba số cuối của cái tờ tiền 5.000 vào video này. Thứ hai cho em xin nút like video, và thứ ba bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo. Để vào lúc 11 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần bên em sẽ lên sóng những cái sản phẩm về giải mã, về DAC. Thì đây là số điện thoại hotline duy nhất bên em và cũng là số Zalo 0966723489. Thì tí các bác mà xem bên em khui hàng và em cũng có báo giá chi tiết từng từng món một, thì các bác mà ưng được món nào thì cứ liên hệ thẳng với em. Và cái giá mà em báo trên kênh thì khi các bác chốt mua thì bên em vẫn có những cái giá ưu đãi hơn để cho các bác mua được những món hàng mà mình đã yêu thích. Đấy. Đây, hàng bên em thì 100% là hàng đi máy bay về các bác nhé. Hàng em đi máy bay về nên là... Đấy. Thì hàng về chiều ngày hôm qua. Thì bây giờ em sẽ khui 7 chiếc DAC này ra. Thì trong đó là có 4 chiếc DAC chuyên dụng. Và có 3 chiếc thì là... ba chiếc thì là ba chiếc đầu MD và CD MD và đầu MD giải mã. Thế thì bây giờ em sẽ khui ra các bác nhé. Vâng, em cũng đã khui tất cả 7 chiếc đầu giải mã về ngày hôm qua. Thì trong đó là có 4 chiếc DAC giải mã độc lập 32 bit, một chiếc của Pioneer U05, một chiếc của Marang mã HD Dark 1 và hai chiếc Tech UD301 màu đen và màu bạc. Và trong đó thì có hai chiếc CD và MD giải mã 3 trong 1 và một chiếc đầu MD của Taka. Thì để vào chi tiết video thì hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một chiếc đầu, một bộ thu Bluetooth 5.0, và trong đó nó xuất là xuất đường quang các bác nhé. Đây, xuất đường quang A. Và bộ này thì nó về nó gồm có dây cắm vào sạc này, dây quang này. Em sẽ tặng thêm các bác một cục sạc để các bác lấy nguồn 5V. Và cục này thì nó có tên là PT09, Tautronic PT09. Thì cái bộ thu Bluetooth này thì em bán là 1.400.000 đồng các bác nhé, 1.400.000 đồng. Đấy. Và để vào tiếp tục thì em xin giới thiệu đến các bác một chiếc đầu MD của Tascam với mã là MD301MK2. Con này thì đợt này nó về nó không được đẹp cho lắm. Mặt trên nó có những cái vết xước và mặt lưng nó vết bẩn đây. Đấy. Còn đâu mặt mũi con này là đẹp xuất sắc các bác nhé. Mặt là rất đẹp cho các bác nhé. Mặt rất đẹp. Quay đằng sau luôn ạ. Con này thì cái ổ MD của nó thì là thu phát ghi xóa cực kỳ tốt. Và nó có sử dụng điện 100V 50/60Hz 13W. Máy được lắp ráp tại China. Số series của nó là 0330184. Và đường ra con này thì nó có hai đường ra cùng một nút, một đường calon, rắc calon 3 chân đây output, và một đường calon in và một đường rắc hoa sen out và in. Đấy. Con này thì nó chỉ có hai đường quang vào, một đường quang ở đằng sau và một đường quang ở đằng trước máy nữa, và có một quang out. Và con này là giải mã chuẩn 24 bit, không cần đĩa một. Và bên trong máy thì con này nó có chuyển điện sang 220V các bác nhé, 230V được. Đấy, rất chi là tiện ạ. Và cái ổ MD của con Tascam MD301MK2 này thu phát ghi xóa cực kỳ tốt. Đấy. Đây, em nhấc lên quay cận cảnh cho các bác xem này. Đấy, mặt mũi rất đẹp nhá. Và con này thì em bán là hiện tại em vẫn còn một con đẹp xuất sắc hơn ở trên giá kia, nó có cả tai. Con này thì nó không có tai. Con này thì nó xấu hơn con trên kia một tí. Và con này thì em bán là 3.400.000 đồng. 3.400.000 tặng các bác là một đĩa MD, một dây quang, một dây AV, vẫn bảo hành 3 tháng. Và cái màn hình hiển thị ở con này nó là màn màu hổ phách các bác nhá, màn quắc ấy. Rất đẹp.
Và tiếp đến nữa thì là một chiếc 3 trong 1 CD và MD và giải mã của Marang. Thì con này đợt này nó về đẹp xuất sắc rồi. Con này rất đẹp, em quay cận cảnh cho các bác xem này. Rất chi là đẹp ạ. Đây. Đấy. Nắp lưng của nó đây ạ. Và máy nó về kèm theo khiển đây ạ. Chiếc điều khiển đây. Đấy. Có nút CD, nút MD. Có volume to nhỏ này. Và con này nó có một cái đặc biệt là cả ba đường CD và MD và giải mã 24 bit là đều chỉnh được volume to nhỏ. Đấy, rất chi là tiện. Đấy. Và đằng sau máy thì con này nó có hai đường AV ra cùng một nút. Hai đường AV đây, các hoa sen đây. Thì các bác dùng được cho hai âm ly và một đường analog in, đường AV in. Và con này nó có một đường quang in và một đường quang out và thông số kỹ thuật của nó đây ạ. Điện 100V. Điện 100V 50-60Hz 14W, máy made in Japan. Và con này nó có số series là 0028. Được con này như trên đây là được lắp ráp vào 2003. Đấy. Và con này thì bên em bán là 6 triệu các bác nhé. Bên em bán là 6 triệu Marang CM6200. Tặng cho các bác một đĩa CD Phono, một đĩa MD, một dây quang, một dây AV. Và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng mới 1 đổi 1. Đấy. Và tiếp đến nữa là một chiếc đầu CD và MD giải mã 3 trong 1 của Soli. Thì con này thì nó là mã model của nó là D40. Rất chi là đẹp các bác nhé. Cũng chạy CD, cũng chạy MD và cũng giải mã 24 bit. Và con Sony D40 này thì đợt này máy nó về nó không có khiển. Đấy, và phần ổ MD thu phát ghi xóa cực kỳ tốt, CD đọc cực kỳ tốt, không kén không vấp. Và khi mình giải mã từ CD, các bác có chỉnh được volume luôn ạ. Đấy, nắp lưng của nó đây. Nắp lưng này, những cái vết này là vết bẩn các bác nhé, thì em cũng chưa vệ sinh, chưa lau đâu. Còn đâu rất đẹp. Đấy, bác nào mà cần ảnh chi tiết ruột gan thì cứ liên hệ em với số Zalo, em sẽ gửi ảnh chi tiết ruột gan. Chẳng bác thích con nào thì cứ liên hệ em sẽ chụp cho các bác luôn ạ. Và con này thì nó có số thông số là điện 100V 18W 50-60Hz. Và được lắp ráp tại Malaysia, số series của nó là 2210661. Và con này thì nó chỉ có một đường quang vào, một đường AV RAM đi và một đường AV vào. Đấy, nó chỉ có thế thôi. Vì các bác chỉ cần được chơi giải mã TV và chơi CD và MD và giải mã thì cũng quá nhiều chức năng rồi. Đấy, rất chi là tiện ạ. Đấy. Sony MDS MXDD40 3 trong 1 giải mã 24 bit. Và đặc biệt thì con D40 này thì nó có cái chỉnh volume là 1 này, có chức năng sao chép từ CD sang MD và có thể sao chép từ đường quang từ TV cũng được, hoặc các nguồn bên ngoài. Thì ngoài cái chức năng sao chép từ đường quang TV thì có thể chức năng, nó có hai chức năng sao chép nhanh là tốc độ 2.4x và tốc độ low man là 1.1. Thì có nghĩa là ví dụ khi các bác để CD vào bên ổ CD, một MD bên ổ MD thì nó sẽ sao tốc độ 4x là nhân 4 lên. Còn nếu mà cái low man 1.1 thì các bác có thể sao 1.1, nghĩa là 1 giây bên CD thì nó chạy 1 giây sang bên MD, nó không nhân 4 nữa, nó là 1.1. Đấy. Thì ngoài cái hai chức năng đấy ra thì nó vẫn còn thêm một cái chức năng, nó là rec mode. Rec mode là chế độ ghi nén thu phát MDNP. MDNP thì nó có ba cái chế độ, là chế độ thứ nhất là chế độ stereo, là chế độ bình thường chuẩn. Còn chế độ LMDNP LP2 thì là nhân cái đĩa MD lên hai lần. Chẳng ví dụ cái đĩa MD là 80 phút thì các bác nhân 2 để ghi được là 160 phút. Và chế độ nữa là chế độ LP4, là các bác sẽ nhân 4 lần cái đĩa lên, là cái đĩa MD các bác sẽ ghi nén được là 320 phút. Đấy, rất nhiều. Và con đầu Sony MXDD40 này thì con này em bán là 6 triệu 100 nghìn đồng các bác nhé. 6 triệu 100. Vẫn tặng cho các bác là một CD, một MD, một dây quang, một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nối 1 đổi 1. Đấy. Thì các bác cần thì cứ liên hệ em vẫn có cái giá tốt hơn để cho các bác chơi. Và tiếp đến em xin giới thiệu một chiếc Pioneer U05. Thì cũng lâu lắm rồi, thì bên em mới về được một chiếc Pioneer U05 mà máy móc của nó lại là full thùng xốp. Đấy. Phụ kiện của nó đây, phụ kiện của nó thì nó gồm có sách, dây nguồn và chiếc điều khiển zin. Chiếc điều khiển này thì nó có chỉnh volume to nhỏ này, khiển zin đi theo máy các bác nhé.
Đấy, đầy đủ các phím chức năng này, tắt nguồn này, chỉnh độ sáng này, cộng trừ này, chế độ mút là chế độ tắt tiếng này, USB Cosian OPT này, chế độ kích bit 32 đầy đủ hết này. Đấy. Và con này thì máy nó về full thùng xốp. Và con Pioneer U05 này thì nó là cái bản sao của con Pioneer N70A. Đấy, con Pioneer N70A em đang để trên giá đây. Có nghĩa là về cái máy móc ruột gan linh kiện thì nó không khác gì con 70A. Và con này thì nó không có cái phần đọc USB là 1 này, không có phần là network mạng là 2 này. Nhưng bù lại con U05 này nó lại có cái chỉnh volume. Đấy, duy nhất DAC của Pioneer, duy nhất có con DAC, có con U05 này là có chỉnh volume to nhỏ trên khiển và trên máy luôn ạ. Đấy. Còn những mẫu DAC của ma năng như là L70A này, L50A này, L50AE này, L70AE này, hay L50 này, hay L30 này, L30AE này, thì tất cả những model đấy là không có chức năng chỉnh được volume. Đấy, riêng DAC của Pioneer. Đấy. Và đặc biệt thì con U05 này thì nó chạy hai con chip ES9018 là hai con chip của con Pioneer L70A và thừa hưởng cái mạch xuất âm này, mạch giải mã của đàn anh là 70A. Và con này thì đằng trước máy thì nó gồm có 3 lỗ phone, một lỗ phone 6 ly, một lỗ phone rắc 3 chân ca lông và một lỗ phone cũng là ca lông nhưng ca lông này 4 chân. Đấy. Và máy móc máy thì được hãng phay nhôm toàn thân luôn các bác nhé. Đây cũng là nhôm này, mặt cũng là nhôm này, và lắp nưng cũng là nhôm này, hồi cũng là nhôm này. Đấy. Và con này thì tộc cái máy không, con này nặng 6 cân. Cả thùng nó thì là 7 cân 7, cả thùng nó là 7 cân 7 đấy ạ. Và con này thì bản thân nó là một con thuần DAC và một con giải mã ở phòng thu, thế nên nó có được hai đường ra cùng một lúc, đường ca lông và đường rắc hoa sen. Và nó có cái chức năng fiso là âm thanh mặc định ra của đầu. Và cái chức năng variable là cái chức năng này các bác sẽ kích hoạt chức năng chỉnh volume ở trên máy và trên khiển. Và đường vào của con U05 này thì nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đường vào tất cả. Đường thứ nhất là một đường ca lông 3 chân AES EBU. Và đường thứ hai là hai đường Cosian đồng trục, hai đường quang và một đường USB giải mã từ máy tính PC. Và con này nó sử dụng điện 100V 35W 50/60Hz. Và nó có cái số seri là 3076GP. Và con này được sản xuất vào năm 2016. Cực kỳ mới luôn ạ. Đây. Đây các bác nhé. 3076GP. Đấy, có nghĩa là máy và thùng là trùng seri. Và con này là một con giải mã 32bit và DSD từ 2.8 đến 5.6MHz. Và chất âm của con này thì được thừa hưởng lại cái chất âm của con Pioneer L70A cao cấp. Và cái giá con 70A bên em đang bán con full thùng xốp này là 24 triệu. Còn con U05 này full thùng xốp bên em đang bán là 13 triệu 500. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác chơi. 13 triệu 500 con U05 này. Bên em sẽ tặng cho các bác một dây quang, một dây AV. Đấy. Tiếp tục nữa là một chiếc... Ma răng HD Dark 1, con này cũng về trong tình trạng là full thùng xốp, cũng đầy đủ phụ kiện, hai cuốn sách catalog hướng dẫn, dây nguồn và một chiếc điều khiển zin có mã là RC001HD. Đấy, khiển zin của nó đi về đi theo máy này. Con này thì cũng bản thân cũng là một con giải mã 32bit và giải mã DSD. Mặt của nó đây, mặt của nó là mặt phay nhôm màu vàng hồng và hai bên của nó là hai bên hồi nhựa sơn bóng piano. Đấy, nhìn trông rất đẹp, rất phong cách, vừa phong cách cổ điển mà vừa phong cách hiện đại. Bởi vì cái mặt phay nhôm vàng hồng này là phong cách của hiện đại rồi. Còn cái màu ốp mà màu sơn bóng piano dạng màu lâu này thì là phong cách của cổ điển. Và con này thì nó được sản xuất vào năm 2022. Cực kỳ mới luôn các bác nhé. Và nó có số seri là 1196. Em quay ở thùng luôn ạ. Đây. 1196. Máy và thùng là trùng CD. Và con này thì nó cũng có hai đường ra, nhưng con này nó có một đường variable riêng và một đường fiso, cũng chỉnh được volume to nhỏ trên khiển và trên máy ạ. Đường vào thì nó gồm có 4 đường digital audio in là đường số này. Nó là một đường giải mã từ laptop, máy tính, PC, hai đường quang, một đường đồng trục. Và đặc biệt con này nó có một đường AV in, đường audio in là đường AUX này, là đường 3.5 này, đường này là
không giải mã các bác nhé. Và cái thông số kỹ thuật của con này thì nó sử dụng điện 100V 50/60Hz 35W. Đấy. Máy được lắp ráp tại Việt Nam, rất chi là đẹp ạ. Và con này hàng chính hãng Việt Nam đang bán hàng điện 230V các bác nhé. Đang bán đâu đó giá loanh quanh là trên 30 triệu. Và con này bên em giá đợt này cũng cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt cho các bác, 14 triệu ạ. Giá cực kỳ tốt luôn ạ. Rất đẹp nhé. Đắt cực kỳ mới, vừa sản xuất năm ngoái xong. Và con này thì đặc biệt nó có thêm một đường đọc USB nhé. Và kết nối với iPhone, iPod, iPad. Đấy. Đây cái màn hình hiển thị đây. Volume đây ạ. Đấy, vừa chỉnh volume trên máy và vừa chỉnh volume trên khiển, đầy đủ hết các chức năng. 14, con này giá 14 triệu thì bên em sẽ tặng cho các bác là một USB 32GB, một dây quang, một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Tiếp đến hai cái model cuối cùng trong cái loạt giới thiệu ngày hôm nay thì là hai chiếc đầu UD301. Hai chiếc này, một chiếc màu đen và một chiếc màu bạc. Chiếc màu bạc này thì nó được sản xuất vào năm 2019, điện 100V, 50/60Hz, số series của nó là 1970025. Rất chi là đẹp. Còn con màu đen này là số series của nó là 20Y0023. Sản xuất năm 2020 và cũng điện 100V 10W này. Số series của nó đây. 20Y0023 nhé. Máy và thùng là trùng series. Còn con 301 là 1970025. Số series của máy đấy ạ. 1970025. Hai con này thì đều máy và thùng là trùng series. Một con màu đen, một con màu bạc. Và tem của nó thì vẫn nguyên tem dán Hi-Res Audio. Và cũng nhiều bác thắc mắc là tại sao bên em bán thì có một số con nó không có tem và có một số con thì nó có tem. Nguyên bản từ nhà sản xuất là nó sẽ có cái tem Hi-Res Audio nó dán ở trên này. Nhưng khi bọn em lấy hàng bên siêu thị Nhật về thì bên siêu thị có những con thì nó sẽ không còn, bởi vì có thể do bên siêu thị họ bóc ra. Đấy, thì hai con này thì chức năng chính nó là giải mã độc lập qua 3 đường USB Coaxial Optical. Đấy. Và nó giải mã giải tần số tín hiệu là từ 44.1 lên 192 kHz và DSD từ 2.8 đến 5.6. Con màu đen cũng vậy, hai con này thì không khác nhau một cái gì. Cổng ra vào của hai con này thì đặc biệt thì nó có hai đường AV ra cùng một nút, một đường calon và một đường jack hoa sen. Và cái level đây là cái chức năng chỉnh volume này, vary và threshold. Và ba đường vào thì nó gồm có một đường USB từ máy tính này, một đường quang, một đường đồng trục. Đấy, dùng jack nguồn 3 chân. Thì hai con này thì đen bạc thì em bán đồng giá nhé, chứ không có con nào rẻ hơn, con nào đắt hơn cả. Hai con này em bán đồng giá là 8.500.000 đồng. Đấy. Tặng cho các bác một dây quang, một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Thì em cũng đã giới thiệu hết cho các bác là hôm nay là có 8 thiết bị giải mã DAC, trong đó có một bộ thu Bluetooth và 4 chiếc thuần DAC giải mã đồng lập, 2 chiếc CD và MD giải mã 3:1 và 1 chiếc MD giải mã 2:1 24 bit. Thì mọi thông tin liên hệ thì các bác cứ liên hệ thẳng với em theo cái số điện thoại và cũng là số Zalo duy nhất bên em, 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em tại Cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội. Và bên em có giao hàng ship code toàn quốc. Ngoài những cái món hôm nay em giới thiệu ra thì bên em đợt này cũng về rất nhiều hàng, vì bên em đang về hàng để bán cuối năm, bán Tết và bán tháng 12 âm lịch dịp Giáng sinh. Đấy. Thì bên em vẫn còn rất nhiều các bác nhé. Thì cái video ngày mai thì bên em sẽ lên sóng báo giá tổng quát những chiếc đầu DAC hiện đang có mặt tại shop em. Đấy. Để các bác nắm bắt được giá và các bác có thể ưng món nào thì nhắn tin cho em là anh cần cái món này, em chụp riêng cho anh được không? Em vẫn có tất cả ảnh của từng món, từng thiết bị một. Thế nên là các bác cứ yên tâm, thích món nào thì cứ alo em. Và bên em vẫn có cái giá tốt nhất và cái giá ưu đãi nhất để cho các bác chơi. Đấy. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác ạ.